Rồi, xin chào các anh chị trại hòm. Ngày hôm nay em làm thêm cái áo bộ đồ bảo hộ cho các anh chị đi tác nghiệp. Đây là bạn này là 105kg. Cái món đồ này là 4 món, gồm có áo, nón và cái quần liền luôn và cái đôi vớ. Rồi cái giá này là em bán công khai là 40.000. Các anh chị ủng hộ giùm em. Rồi em quay quay. Đây bạn này là 105kg. Là mặc vừa hết ha. Cái chất liệu áo là vải không dệt, có phủ một cái lớp mà BB, cho nên là rất là bền và dai, và đi mưa đặc biệt là không có thấm nước mưa. Rồi bạn qua quay qua quay cho mình cái. Rồi xin cảm ơn anh chị đã ủng hộ.